Chào các bạn, hôm nay Phương sẽ hướng dẫn các bạn kiểu buộc tóc đuôi ngựa cao như hot girl. Cái này mình có thể buộc đi tiệc, đi chơi, rất là thời trang luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy 1/2 tóc. Đó, xong mọi người cột bổng lên, cột cao lên, cột cao và lên trên đỉnh đầu luôn. Thì đến lúc mà chúng ta xong, chúng ta thả xuống thì cái tóc của chúng ta phía sau nó phồng ra rất là đẹp. Cột cái phần tóc này, cái phần này mọi người phải cột chặt á, nếu dây thun thì mọi người có thể lấy hai sợi chập lại với nhau, chúng ta cột một lần luôn. Và cột cái múi này, múi đầu tiên là nó phải thiệt là chặt, thì cái tóc của chúng ta lúc mà làm xong kiểu nó không có bị lung lay, nó không có dễ bị tụt, nó rất là chắc luôn. Có chạy nhảy gì hay chơi gì nó cũng không bị tụt hết, nó rất là chắc. Đó, sau rồi mình sẽ riết cái tóc này lại. Nếu mọi người có thun mà cột tóc á, thì xài cái đó vẫn được, nhưng mà mọi người nhớ cột cho nó chặt một chút nha. Rồi chúng ta sẽ rị những cái phần tóc phía trước ra. Đó, rị ra một chút để cho nó tạo cái độ phồng tự nhiên. Và cái phần phía trước nó không có áp sát da đầu quá, nó phồng phồng như vậy thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Cái này Phương quay phía sau á, mọi người muốn nhìn phía trước mọi người vui lòng nhìn vào trong gương giúp Phương nhé. Một cái lưu ý rất là quan trọng khi mọi người cột cái này á, thì mình nhìn vào gương á, mình phải thấy cái đỉnh của cái chốt mà mình cột nha. Chứ khi mà các bạn cột thấp quá ở giữa đầu nè, xong rồi nó đổ xuống phía dưới tóc thì nhiều quá, thì mình không thể nào mình thấy được cái búi đó. Nó dễ bị xệ mà nó không đẹp. Mình cột cao là mình phải nhìn vô trong gương là mình phải thấy cái búi đó. Phần còn lại này á, thì chúng ta sẽ chải nó lên, xong rồi chúng ta sẽ gột chung với lại cái chỗ cột giữa đầu đó, chúng ta buộc lại một lần nữa. Như vậy thì tóc của chúng ta nó rất là chắc và không bao giờ sợ bị tụt. Mình lấy lược mình chải vào ha, những cái phần mà tóc phía con ở phía dưới mình chải vào để cho nó mướt. Rồi chúng ta sẽ lấy dây thun, chúng ta sẽ lấy cọng thun nha mọi người. Chúng ta sẽ cột lại cái phần nữa cho nó cố định phần tóc ở dưới và phần tóc ở trên lại thành một múi. Như vậy thì cực kỳ chắc luôn, không bao giờ sợ tụt. Bạn nào thích đơn giản thì đến đây là đã ok rồi. Đó, chúng ta thấy cái tóc của chúng ta nó đã phồng và rất là đẹp rồi, rất là nhiều luôn. Đó, thì tới đây cũng đã ok rồi. Còn bạn nào muốn tạo kiểu hơn để cho nó đẹp hơn á, thì mọi người xem tiếp phần tiếp theo nha. Hoặc là bạn nào mà muốn cái độ phồng cho tóc á, nó tăng được cái độ phồng, thì mọi người xem tiếp nha. Còn bạn nào muốn tới đây là ok rồi thì thôi. Thank you.
Mình sẽ sử dụng thêm một sợi dây thun nữa. Mình sẽ cột thêm một lần nữa cái tấm tóc đó. Nhưng mà mọi người lưu ý là không cột sát, nhưng mà chúng ta sẽ cột cách cái mũi tóc của chúng ta là 1,5 đến 2 cm. Thường mọi người ưng to thì mọi người cột to ra, cái bảng nó to ra. Còn Phương nghĩ là cột 1,5 là ok rồi. Cỡ 1,5 cm đó, như trong hình của Phương ha. Đó, sau khi cột xong là mọi người nhìn vô gương đi, mà mọi người thấy cái búi tóc nó đã phồng lên hơn rất là nhiều rồi. Nó cao hơn rất là nhiều rồi. Chúng ta sẽ lấy một phần tóc nhỏ, một lọn tóc. Cái này để làm cái gì? Chúng ta sẽ quấn quanh cái mũi cột để che hai cái sợi dây thun lại. Rồi sau khi mà chúng ta quấn quanh rồi nè, bây giờ chúng ta sẽ cố định lại cái mũi. Mọi người nhớ cái này nó cũng quan trọng nha. Kẹp ghim lại, mọi người phải dùng cái kẹp tăm á, kẹp chắc á. Đó, mình kẹp cái mũi đó cho nó cứng luôn, để nó không có bị tụt, lỡ chúng ta có nhảy hay chúng ta đi đâu này kia thì cái đường quấn nó sẽ chắc và nó không sợ bị tụt gì hết. Rồi vậy là đã xong rồi. Mọi người nhìn không, cái búi tóc nó cao, mọi người nhìn vô gương á, mọi người thấy nó rất là phồng, rất là cao. Đặc biệt bạn nào mà mặt tròn mà muốn cho tạo chiều cao cho mình này, cũng như là cái búi tóc nó, cái mặt của mình nó dài hơn á, thì mọi người cột cái kiểu này nó rất là đẹp, nó làm cho cái mặt mình tạo cái cảm giác cái mặt thon gọn hơn.